<laughs> hình như là tiktok của mình nó đang bị vấn đề tại vì hôm trước là hôm trước là đăng cái video nhưng mà mà cái hôm bọn trẻ con nó đi đi chân đất đi thế là nó nó cũng bị hạn chế đấy à, định nói thêm cho các ông về cái vấn đề mà mà làm truyền thông với marketing thực ra là mọi người làm không 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 kiểu kiến thức không có ấy nói thật như tất cả các anh em là là không có kiến thức tôi nói thì các ông ấy lại tự ái chứ còn trong các cái việc bán hàng này không phải ai cũng nắm được cái kiến thức về về marketing mới cả bán hàng đâu bán hàng nó lại là một cái phạm trù khác bán một hàng là phải sau marketing marketing xong rồi đến truyền thông marketing truyền thông xong mới đến sale mới là bán hàng đó, việc này giống như kiểu là các bạn đi câu là các bạn phải thả thính Đấy, thả thính Hoặc là 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 đánh cá ấy Cá thì người ta phải à, kích điện Xong rồi người ta mới hợp vật cá được và bình thường anh em là toàn là Truyền thông thứ nhất là có thể là truyền thông nó không đúng cách Cái thứ hai nữa là Cái gì nhỉ Cái cái việc bán hàng của mọi người cho nên nó khó Còn đấy cái tính chính danh hoặc là là ấy đã Người ta gọi là marketing Ví dụ hướng dẫn người ta chỉ cần hướng dẫn người ta thuyết phục người ta Hoặc là thay đổi cái tư duy người ta ấy Cho người ta biết đâu là hồng cổ và chăm sóc như thế nào ấy Thì mình nắm được cái, cái, cái này... Còn cái vấn đề mà ví dụ như đây Kể cả đánh cây mấy các thứ này Hồng cổ Sa ba thì vừa mới À tí phải tiến tí, tí nữa nhưng mà Hồng cổ Sa ba thì bị cái là tất cả hoa hồng Nó bị mấy ngày mưa này này Nó không còn đẹp như cái mấy cái hôm nắng nữa Ông cổ Sapa thì lại ở cái video đầu tiên Lúc mà 8 rưỡi 9 giờ ấy Ở đây mỗi vườn là cách xa nhau nó rất là xa Các bạn hình dung chưa Nó cách nhau rất là xa Ở đây chỉ cổ Huế mới bạch đào thôi Ông cổ Sapa thì sáng nay Đây là sale đây này bán hàng đây này Còn đây là tôi như kiểu là 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 marketing mới ấy thôi Còn ông nào mà kiểu muốn mua hàng ấy hoặc là xem bọn no uh, nori phạm mấy cái gì gì đấy phạm thoại ấy, ấy. thì lại thấy là những video của tôi nó không không bổ ích nhưng mà tôi nói chung là lớn rồi phải có có cái sự thông minh là biết cái nơi nào thuộc về các bạn còn nhiều anh em như kể cả hôm qua đây thằng cu em tôi yêu việt nam nó cứ cứ bảo là anh ơi anh ở đây một tí em em muốn hỏi anh về về thế nọ thế kia làm youtube mấy các thứ thì tôi mà là nếu mà bây giờ mà tôi mà phát cái vấn đề mà làm youtube mấy cả là cả làm tiktok mấy các thứ thì lại chỉ phục vụ những cái khách hàng ấy thôi còn đôi khi ví dụ như các bạn mà lứa tuổi các bạn mà bây giờ tờ xem muốn xem Doraemon thì tôi làm sao tôi tôi tôi, tôi phát cho các bạn Doraemon để các bạn xem được bạn lớn rồi cũng phải biết là là nơi nào thuộc về mình chứ <laughs> mẹ mình có thế mạnh thì ví dụ về nông nghiệp này này thì các bạn phải biết là cái gì là là phù hợp nhỏ nhỏ thì thực ra ví dụ như cái hàng cổ Huế này thì Cây nhỏ thì là cái cây mà mà tôi lại bán số lượng cơ. Đấy còn về đây thì các bạn có thể về về, về Văn Đức hoặc là Xuân Quan ấy thì các bạn tự chủ động mua những cái loại hàng bịch nhỏ. Còn tôi cũng mua à tôi cũng phải xong cái hàng to này này. Xong mấy hôm nay xếp xong cái xe này. Xong rồi sẽ uh, quay cho các bạn các hàng nhỏ. Nhưng mà quay hàng nhỏ thì khổ là mình chỉ bán số lượng ấy. Nói ra cái giá anh em ở đây sản xuất hoặc các anh em bán ở đây xong rồi giá mình báo thì các bạn hay bị nầm tưởng sang là đấy là cái giá bán lẻ ông giá bán lẻ thường là các thế bạn còn ship cốt cơ. Đấy. Cổ vân khôi hầu như tuyệt chủng rồi, bây giờ chắc là còn mỗi anh Tuấn phụng công anh ấy còn cái hàng cổ vân à, khôi chi. Nhưng mà kiểu nó nó không được đẹp ấy à, rồi rồi. Thế em, Cổ vân em, khôi em, thì em, tôi em, có nói em, bao, em, bao lần rồi, đấy, các rồi. bạn xem em, theo, em, theo dõi em, tôi, em, tôi em, thì em các bạn biết. Cổ vân khôi thì nó 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 kiểu nó cây nó yếu ấy nó khó chăm. Làm sao mà được một cây cổ vân khôi mà nó tán nó to được như thế này Cả nước không có Cả nước không có kể cả trong các cụ ngày xưa Cây nó nó sơ rồi tán tiếc nó không có Cho nên ở đây thì thực ra là bà con ấy thì cái ở đây thì cái vân khôi cũng có thôi Nhưng mà nó không thể mà bán hàng hoặc dẫn đến cái việc thương mại nó ấy được Tôi thì tôi nói rồi là các bạn theo dõi tôi thì Các bạn sẽ thấy là bây giờ tính mình bây giờ là ăn to Ăn to và phải ăn nhiều Cho nên cái loại nào thứ nhất là to đẹp Đấy to đẹp xong rồi có số lượng Đấy là tôi thích Chứ còn nếu mà bây giờ bé có số lượng Thì cả làng này có những cái loại bịch bịch con con này. Tầm 60, 70 60 đến trăm hơn trăm Nhiều lắm Cả làng này rất nhiều Tính ra cái đầu của bọn này thì nói thật ra nó cũng phải đầu đến chục vạn Hơn Nhiều lắm À hôm qua lại xem cái video của cái gì Báo đầu tư hay cái gì đấy Hà Nội là là phá cái rào của cái công viên thống nhất Trồng 10 10.000 cây hoa hồng nhưng mà trồng toàn bịch này này thế mà 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 anh Tuấn hay là anh ai mà không nhận cái hợp đồng ở trên công viên thống nhất nhỉ 10 10 bịch này mà cứ tính là xem xem là tầm trăm nghìn là cũng nó cũng phải bỏ ra một tỷ để nó trồng hồng ở công viên thống nhất này nó phá hàng rào ra để nó trồng hồng ấy nhưng trồng hồng thì bọn ấy nó ngáo rất ngáo ngơ nó trồng dưới bóng của các cái cây to à? người ta kể cả là người ta trồng người ta cứ trồng thế thôi lấy được tầm ba bốn tỷ của nhà nước hoặc quỹ của trong dân ấy Xong rồi bố cứ cứ cây hồng bố lại nhổ đi bố lại trồng cây ban Xong rồi chán rồi 2-3 năm sau lại thấy là ban không thích hợp lại nhổ ban đi trồng hồng Thế nó mới có tiền như phải vẽ việc ra mà làm như đường đang đường đang đang rất xanh sạch này bố cứ đào lên để bố chôn đường ống <laughs> cống. xong rồi ống cống xong Nó lại lại đào lên lần nữa mấy năm sau lại đào lên để chôn dây điện. Cứ kiểu vậy, cứ phá gì ông đào đào ông phá. <laughs> cái ngay ngày xưa là cái bộ phim của của thằng thằng bờm hay là thằng đéo gì nhưng mà bây giờ tiền của ông cháu mình là không phá đi phá lại kiểu ý đâu bố mày làm gì có tiền nhưng bây giờ tao cứ phải phá đi phá lại như thế này ờ, bố bố con nhà kia bố con nhà kia là ấy cái cái đéo gì à ba ông cháu xong rồi khen ấy ờ, cái gì phim hình trong bờm hay thằng cuội ấy? là là nhà người ta còn còn phá 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 vườn phá vườn để để làm chùa À, phá nhà để làm chùa phá chùa để nó lại làm đường đấy nó cứ phá đi phá lại cho nên là các bạn xem cái video của của bên công viên thống nhất này nó trồng hàng vạn cây này này hàng vạn cây hoa hồng này nhưng mà dưới cây hoa hồng này trên toàn cây cây đại thụ thế thì hoa hồng nó là cái dòng phun nắng thì thì làm sao mà nó trồng được đấy ví dụ kỹ thuật của mình hoặc là mình nói ra thì thì là là để cho người dân người ta biết đi thì chúng nó bảo nói tào lao <laughs> Ở công viên thống nhất trồng hoa hồng hoa hồng là cái dòng phun nắng bây giờ toàn trồng dưới các cái bóng cây mới cả cái ấy này. thì làm sao mà hoa hồng nó phát triển một cách bình thường <laughs> nó cái trồng hoa hồng đấy xong rồi hai ba năm nữa nó nó riêng chỗ ấy thì tôi nói những cái bịch ở đây là tầm 100 nùi nó trồng hàng chục nghìn cây nó đâu là đầu vạn thì nó lấy ngân quỹ nhà nước khoảng 3 bốn tỷ về đây nó mua khoảng bảy 800 triệu ấy chưa đến 1 tỷ nó mua nhiều như thế thì chắc chỉ đến sáu chục toàn hồng nhung mới hồng đéo gì năm chục sáu chục năm chục sáu chục là năm sáu triệu nó ba tỷ đấy thì thôi mỗi ông chia nhau một ít đấy là nói cái câu chuyện là, là, nhân tiện hôm nay nói còn bình thường các cái công viên hay các thứ linh tinh thì cái người trồng người, người duyệt hồ sơ người ta có nắm được cái đặc tính của hoa hồng đâu công viên công việc ở trên thì toàn cây to dưới cứ là hàng tử, cứ trồng hoa hồng trong khi chả có tí nắng mẹ cứ trồng Trồng xong rồi mấy năm sau nó bảo hoa hồng không thích hợp Thế là nó lại nhổ đi Nó lại trồng cây khác Thế là câu chuyện ở Việt Nam mình Nó cứ làm đường trước này Ờ làm đường xong rồi lấy ngân sách quốc gia Đất nước nào của chung Nhưng chả của riêng bố con thằng nào Bố cứ thịt đã bố cứ thịt đã Đất nước của chung nhưng chả của riêng bố con thằng nào cứ lấy khoảng chục tỷ làm đường Làm đường xong rồi vài năm sau nó lại đào mẹ đường Nên nó làm ống, ống nước Ống cống Xong rồi sau đấy nó lại làm đường làm đường xong sau một thời gian vài ba năm thế là nó lại đào cả đường cả đường ống cống lên để nó đặt cáp mấy cái các nọ cái kia đường ống nước sạch <laughs> kiểu vậy nó cứ thế này nhưng mà như bọn tôi mà tiền của bọn tôi mà tự bỏ ra nhá đéo bao giờ có chuyện đi luôn làm phải quy hoạch ngay từ đầu đấy chứ không có chuyện là là chắp vá rồi rồi đào lên đào xuống như thế nhưng mà thế thì cuộc sống nó mới vui cứ phải như thế thằng làm thằng phá thằng làm thằng phá 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 xong lại 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 làm <laughs> nộ hết rồi à cái, cái loại này <laughs> như cái thủy nó bán đẻ 8 triệu nhưng mà không biết là còn nhiều hay không ấy. còn bao nhiêu cây hàng bé hơn thì ở đây thì nó ấy hết cho khách đấy cho các bạn xem nhưng mà cái hoa hồng ấy phải ngày nắng ấy ngày nắng thì nó mê mê ấy còn cái ngày mưa này thì ngày mưa này thì um, nó nó hoa nó mới cả vừa rồi nó hết nứa hoa ấy thì các bạn nhìn thấy cái xác không ấy đây là những các cái dòng to này dòng to thì thường là ví dụ như là các bạn xoa so ra thì biết là cái hàng này thứ nhất là nó thoát thân cái bóng tán đấy còn xoa ra cả cái hàng 2 triệu tám hoặc cái hàng bé hơn thì ở đây cũng có, có mỗi khu này khu cổ huế rồi còn không không còn cái loại khác định nói các cái vấn đề khác nhưng thôi để đến chiều các cái anh em khác mà bán hàng hay là người ta mục đích cũng là bán hàng thôi mà người ta đi vòng vòng quanh cái cây xong rồi người ta chốt 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 xong rồi nhiều anh em khác thì cây này là mẹ tôi trồng từ thời ông nội đi bộ đội Mẹ thương gia Trung Quốc sang trả 20 triệu nhưng tôi không cả, còn không thèm bán cơ. Tôi tôi yêu chuộng hòa bình với cả người Việt, chuộng hoàng hàng Việt tôi phải dành cho những ông nào Mới cả bảo tồn thế nọ thế kia. Đấy có nhiều những người buồn cười lắm. Người ta làm truyền thông nhưng mà thường là đến bây giờ khó. Đến cái nửa tuổi của tôi với các bạn bây giờ là làm truyền thông kiểu ấy nó khó lắm. Tin gì? Các bạn sẽ không tin. Nhưng mà thường mình làm nội dung chân thật như này nhưng mà chúng người ta vẫn không tin cơ. Người ta còn bảo mẹ 8 triệu cái này bán cho chó Mấy cả cái loại hoa hồng này chả có giá trị đích thực gì 8 triệu là bố mua con chó xong rồi bố rủ mấy anh em nhậu được một buổi <laughs> Nó thiết thực hơn đúng không Nhưng mà đấy thì nó dẫn ra những tình huống này Còn có những bạn thì bạn vào Hoa hồng thì trong Nam đầy Mùa đéo gì ngoài Bắc Nhưng mà cái đây. chính <laughs> Cái cái chính là nơi nào là cái nơi sản xuất thì cái giá nó rẻ nhất Rẻ rẻ nhất có thể Còn đôi khi thì vào trong Nam thì người ta thực ra người ta lấy từ Bắc người ta cho vào thì Nam đẩy Đấy thì mấy cả hôm qua cũng cái, cái tường vi lục bình thế người ta bảo trong nam đẩy nhưng cái quan trọng là cái hàng tường vi ở Việt Nam chưa sản xuất được. Tường vi lục bình như là Việt Nam chưa sản xuất được mà toàn là nhập Trung Quốc hết. Xong rồi mang vào trong Nam, giá như thế nào? <laughs> 2 3 triệu không anh thì hôm qua là ở cái thủy nó có cái loại 2 triệu 8 này, đây bên kia đây này. Đây này bên này này mà cứ, cứ, tôi cứ quay cái này thì các ông lại bảo tôi là quay khế đi quay cái này hoa hồng cổ Huế thì không mà quay hồng cổ Sa Pa đi làm sao tôi chiều đường. Đây là cái loại mà 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 bán rẻ 8 triệu thì cứ quay đi đã xong rồi các bạn chờ những video khác hoặc lên trên trên trên, trên tường TikTok ấy thì có những cái video ấy, ấy. Thì các bạn xem hoặc đơn giản nhất là ở trên TikTok nó có ba số ấy thì trừ cái số của tôi ra hai cái số cái thủy thì là ví dụ như là cái cây nào 2 3 triệu thì em xem với ví dụ bạn 17 B5 này anh ơi có cây nào 2 3, 2 3 triệu không anh em xem với thì ở trên TikTok có ba số ấy, thì trừ cái số 4586 của tôi ra hai cái số kia thì bạn vào đấy phát nó gửi ảnh cho bạn mua được thì mua. nhưng còn bây giờ, bây giờ tôi đang quay cái này xong rồi anh ơi có cây khế không em mua cây với thế là tôi lại chạy sòng sọc ra quay khế cho các bạn. Ra từ đây ra vườn thằng Tuân Khế hoặc vào trong này ốc rồi mất hai ba cây liền. Thế thì cứ một ngày tôi chạy theo các bạn nó cũng chả giải quyết cái gì ấy. Video thì nó cứ 2 3 phút nó lại ngắt một lần thế là không đi đâu đến đâu cả thì nói chung là đến cái giai đoạn này là đang làm truyền thông đấy, để cho các bạn biết là ngành hoa hồng thế nào mấy hoa hồng nó hơn đào hơn quất ở cái điểm gì đấy, nó thua thiệt với hội đồng đào mới quất ở điểm gì thì thua thiệt thì so với đào mới quất là cái thói quen người dùng người dùng mình thì đấy thấy đào là thấy thấy Tết nhưng thường là Tết nó ngắn hạn Tết nó tầm 10 ngày nhưng bây giờ cái xu hướng người ta có tiền thì cứ lúc nào vui vẻ thì hoặc là có tiền thì là là Tết <laughs> Đấy, cho nên là ra riêng thì cái loại này thì nó mới là ấy này. Anh Trường là ba khoảng tầm một tuần này. Anh bảo vui hơn Tết. Tết buồn lắm, Tết chả có ai Và Tết mà em mà, mà rảnh ấy thì Em cũng quay em bán ác hoa hồng Nhưng mà khổ lỗi Tết cứ chạy đi để nhặt đào, nhặt quất, nhặt quýt các thứ Thế là không có thời gian Đấy Đây là ở, ở, ở Văn Đức Văn Đức Gia Lâm Hà Nội hoặc là Văn Giang Hưng Yên. Tại Văn Đức Gia Lâm Hà Nội này nó sát với Văn Giang Hưng Yên này. Thế là ở đây là cái nàng hoa cây cảnh này. Ở dưới Văn Đức này lại lại kiểu nhiều hoa hồng, nhiều hoa hồng nhất. Bây giờ hiện tại bây giờ nhiều hoa hồng nhất. <laughs> tôi thì không tôi cũng quán triệt cho các bạn đấy như thế. Là khi tôi quay một cái sản phẩm như thế nào thì các vườn nó rộng rãi. Nó rộng như thế này. Nhưng mà cái hầu như là cái tạng nào tôi tôi ở cái vườn này nó là thế mạnh ấy Thì tôi ấy thôi chứ còn không thể là có ở cái vườn này nó hội tụ cả sung, cả khế Cả lộc vừng, cả các thứ được để phục vụ yêu cầu của các bạn Còn mua hàng thì chủ yếu là ví dụ như ở trên tiktok các bạn kích vào cái chỗ mà góp nhặt cát đá 3, 35 người Người lượt thích cái kì kìa Ở đấy nó có ba số tiktok ấy thì là cái số 4586 của tôi ra thì là à ba cái số Zalo ấy, thì hai cái số kia thì cái thủy nó bán hàng, nó phụ trách bán hàng. Còn đôi khi là ở trong trong cái cái ấy như này này tôi cũng truyền đạt cho các bạn. Các bạn muốn bán được hàng thì các bạn phải phân định rõ ra tức là từ cái nhận thức ấy, từ cái kiến thức về kinh doanh. Các bạn cũng hiểu là cái việc vấn đề marketing, cái vấn đề quảng bá, cái vấn đề giới thiệu sản phẩm. Marketing nó chỉ dừng lại ở quảng bá giới thiệu sản phẩm thôi. Truyền thông là thay đổi cái thói quen, cái tư duy của các bạn. Còn mua hàng nó là sale. Đấy, chứ còn bây giờ tôi quay các bạn ơi mua đi Cây này đang đánh như thế này bán lẻ 8 triệu Thì tự nhiên những ông khác là ông ấy ghét mình Ông bán hoa hồng khác là ghét mình Và những bạn bạn ấy không thích mua hàng Bạn cũng ghét mình Đấy, Bạn ấy bảo mẹ bán hàng thì Cuối cùng là thằng này sống cũng chỉ vì tiền Cũng chỉ loanh quanh cũng chỉ bán hàng Nhưng thực tế ví dụ như marketing hoặc là sale ấy Marketing với sale nó khác hoàn toàn nhau Sale nó là ở phía sau Giống như kiểu là Sale nó là câu cá Còn marketing nó là chỉ là thả thính thôi Đấy và cái nhiệm vụ của tôi thì nói chung là Nó nó nằm ở giữa cái vấn đề Mà ví dụ như cái người mua ấy người ta đang cần tìm cái cây nào phù hợp với gia đình người ta. cái thứ hai là cái cái người dùng ấy, cái thứ hai là cái người sản xuất à, thì mình sẽ có trách nhiệm giữa hai cái vấn đề ý và cái thứ ba nữa là ví dụ như các anh em đi buôn khác, người ta lấy từ nơi sản xuất người ta bán thì mình cũng nói ra các cái nỗi khổ thấu hiểu người ta. để cho đỡ là là đôi khi là cái người mua ấy, người ta ta cũng có những cái nhìn nó không đúng, người ta nghĩ là trồng cây gây rừng hoặc là sản xuất như này mới là mới là cuộc sống đích thực mới là ý nghĩa. Đấy, thế là là thành ra là khó Tại vì bà con nông dân hoặc tất cả cái người sản xuất thì người ta chỉ lo sản xuất thôi Ông Vượng thì ông ấy xây nhà như thế nhưng mà ông ấy cũng không thể xây dựng một đội ngũ bán 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 nhà được Mà ông phải giao cho, ông chỉ dừng lại ở việc xây nhà thôi, còn ông không bán nhà Vượng chỉ xây nhà, Vượng không bán nhà, bán nhà lại phải một đội ngũ khác Chứ bây giờ muốn bán hàng, muốn bán hàng ví dụ bà con sản xuất cái này Bà con muốn bán được cái cây này thì bà con phải thuê nhà báo phóng viên hoặc là lorry phạm hay cái đéo gì nó đến đây nó bán này Xong rồi đóng hàng, ông tìm xe các thứ Thì quá sức Cho nên Vượng, cái ông Vượng ông giàu như thế Ông thừa sức, ông tạo ra một cái công ty khác để bán bất động sản luôn rồi, nhưng, nhưng mà ông chỉ dừng lại ở việc sản xuất nhà Đấy Ô, ông, ông, xây nhà Còn bán lại là một bên khác nhưng bình thường các bạn không hiểu Cho nên là kể cả thằng thằng con thằng Cường nó cũng tư duy nó cũng khá tốt là Nó hơn tuổi tôi Nó thì mày sống chả có ý nghĩa mẹ gì Ra nó ra phải trồng cây Thì mới ý nghĩa nhưng mà mỗi người có một vai trò tôi mà không quay các bạn cũng không biết được cái thứ hai là thay đổi cái tư duy Ví dụ các bạn bán hàng ấy Bán hàng các bạn đi câu mà các bạn không thả thính là cũng khó câu Nhưng mà khi đã thả thính mà các bạn vỗ ngực Các bạn bảo phải gặp tôi thì mới rẻ Hoặc phải gặp tôi mới chính hãng thì Đấy không còn là marketing nữa Đấy là bán hàng Nhưng mà đơn giản là các bạn cũng không có cái kiến thức ý để mà hiểu Còn cái thời ngày xưa ấy là báo viết ấy Mấy cả cái báo ở trên mấy cái ấy, ấy Thì là anh em sẽ có cái chiêu đồ trò là Cây này tôi trồng cũng phải hai chục năm rồi Từ thời ông nội đi bộ đội cơ Xong rồi bây giờ thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ mấy ngàn chục hai chục triệu là tôi cũng không bán. Tôi là bảo tồn giống gen với cái thế nọ thế kia. <laughs> nhưng bây giờ không làm được kiểu ý nữa. Xong rồi bây giờ lại các đơn vị khác là cái kiến thức về nhưng mà người ta cũng khá thành công. Người ta cũng đơn giản đấy này. Ôi chủ vườn ơi cây này bao tiền? Cây này hai chục triệu à? Chốt có cái cất mà chốt đấy. <laughs> đấy là cách mà người ta làm nội dung hoặc người ta nghĩ là đấy là marketing hoặc bán hàng nhưng mà cái cách ý, đéo biết học ở đâu hoặc là như kiểu cái thằng đéo gì nhỉ Thằng thằng gì mà môi răng nó liểng khỉng nhỉ Thông thông xoáy cả Anh anh ngại tán em vì cái đéo gì đấy Xong gần đây này Nói cái đéo gì sai nhận đúng ấy nhỉ Thầy bói gì đấy À cái, cái, gì À đúng nhận sai cãi à Nó thành trào lưu đấy Nhưng mà cách mà làm làm như của tôi này Thì các cái khóa học tầm mấy chục triệu Mấy cả trăm triệu người ta mới dạy các bạn Chứ đéo ai nên mạng là đúng nhận sai cãi với cả Tức là đi học các khóa học ấy Còn đôi khi nó là cái chen thì chen nó lên xong nó lại xuống Nó không ổn định Xong rồi ví dụ như là cái thời ngày xưa thì cứ nên báo Cây này thương gia Trung Quốc sang trả bao nhiêu bao nhiêu Bây giờ mà quay như thế thì chúng nó chỉ chết Còn còn cái việc mà ví dụ như các bạn muốn bán được hàng tôi Đây là như kiểu tâm sự thôi Chứ còn không không phải là dạy hay thì tôi cũng trả được cái gì của các ông Đấy là các bạn cũng phải phân định rõ ràng hai cái thứ ấy Marketing là marketing Bán hàng sale là sale Bán hàng là bán hàng Nhưng bây giờ mà tôi bảo mẹ chỉ cần nói là bây giờ tôi tôi làm marketing ấy tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là cây nó như thế nào hoa hồng cổ sa hay hoa hồng cổ huế nó như thế nào chăm sóc ra sao đấy những cái ưu điểm nhược điểm của cây này với các dòng như lọc vừng mấy khế kiếc như nào khác biệt như thế nào xong rồi đến cái vấn đề mà truyền thông ấy nó là thay đổi cái tư duy của người 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 dùng ấy thì là, là, sau đấy mới đến cái vấn, vấn đề sale với bán hàng chứ bình thường anh em nó không biết và những người khác đang xem thì cứ nghĩ là tôi bán hàng nhưng có phải bán hàng đâu thế tôi mới bảo là như thế nào các anh em các đang chơi hoa hồng hoặc đang 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 làm marketing khác người ta cũng quý ấy ông đến một trào lưu khác là ui cái vấn đề này hôm trước ông 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 trần ông trần minh tuấn ông cũng nói ba bốn vấn đề cơ ví dụ như bây giờ mà tôi mượn tẹp khách hàng của đức phật nó phát là đức phật nói <laughs> cái cái đéo gì đàm vĩnh hưng nói ngọc trinh nói đấy là mượn tẹp khách hàng ấy ngọc trinh nói là không uh, không không thể nộ không nộ hàng là các bạn không nổi tiếng được ấy cho nên bây giờ các bạn phải mua hoa hồng của huế đi mặc dù nó chẳng liên quan đến nhau nhưng mà phải mượn được tẹp khách hàng của nhau ấy. nhưng các cái ý là hầu như tôi cũng không ấy còn những cái chiêu trò khác hoặc những cái kỹ thuật khác là bây giờ ở nhà tôi phải có mấy cái điện thoại hoặc mấy một đội ngũ đệ tử quan nhan nữa thả tim thả like xong rồi chia sẻ loạn xí ngậu lên xong rồi hôm qua tôi cũng nói cái vấn đề này cho không nói nữa Hôm nay đấy ví dụ như cái vấn đề mà kỹ thuật đánh bầu này Xong rồi cuốn tán này Xong rồi đấy Giá cả là rồi nói về hoa hồng của Huế Nhưng mà thực ra là về hoa hồng là mấy ngày hôm nay nói rồi Mấy ngày hôm nay nói rồi Còn hôm nay để để, để cho các bạn ấy nhá Để đọc bình luận của, của các bạn nhá Bạn Đặng Hà bạn bảo Chi rốt gốc hồng rừng giá hiện tại sao vậy anh Thì thực tế là ở Việt Nam là không dùng cái chi rốt gốc hồng rừng nữa Bây giờ chắc là cũng không ai nhập tàu cái hàng chi rốt gốc hồng rừng nữa Từ từ nhá Để tôi đọc nhá Bạn Đặng Hà bạn bảo chi rốt gốc hồng rừng giá hiện giờ sao vậy anh Thì thực tế bây giờ là không còn Chắc ở Việt Nam bây giờ không còn cái chi rốt gốc hồng rừng nữa Như bọn tôi là những người đi đầu Tôi cũng khẳng định luôn là tôi là những người đi đầu Thì cái thời đầu tiên của 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 chi rốt gốc hồng rừng ấy Chi rốt ấy Chi râu đấy Các bạn hay ấy như thế Là anh Phong Phong gọi là Phong Tuyền ở đây này anh nhập về cho Eco Park Eco Park trồng đầu tiên, xong rồi tôi cũng là người những người đi đầu, nhưng về mình nó không phát triển được cái tán, đấy dần dần nó chết dần chết dần, đấy ở bên Trung Quốc là nó ghép cái gốc hồng rừng, nhưng mà thứ nhất là kỹ thuật của bên ấy nó cao, cái thứ hai thời tiết của bên ấy nó ủng hộ, cái thứ ba nữa là có thể cái gốc hồng rừng của bên Trung Quốc thì là cái giống hồng rừng khác, hình như là nó nhựa đỏ hay cái đéo gì ấy, còn mình mà bây giờ khai thác những cái gốc hồng rừng ở Nai Châu, ở Sìn Hồ, ở các thứ ấy về không ghép được đâu mấy cái thứ hai là ở bên trung quốc thì nó khí hậu nó nó, nó có thể nó mát hơn ấy thế ba bốn yếu tố ấy thứ nhất là kỹ thuật bên trung quốc nó tốt cái thứ hai khí hậu ở bên trung quốc nó tốt nó mát mẻ hơn ở miền bắc mình cái thứ ba nữa là hồng rừng của bên trung quốc nó khác có thể là khác thế là đợt ý là trồng eco park bây giờ chắc là chết hết rồi được cái cái hồng rừng à cái hồng hồng mà ghép trên cái chi chi rốt hoặc chi râu như các bạn nói ấy, là là bông nó to gọi là hồng cổ tàu nhưng mà về nó có ra được tán đâu Nó giống hồng ngoại ấy Thì các bạn cũng không phân biệt được là hồng ngoại với hồng cổ nó khác nhau điểm gì Cho nên là, là, là các bạn nghĩ là cái cây này ấy Cây này nó cũng chi như chi rốt với chi râu của, của 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 nhập Trung Quốc ấy Về trồng là nó rạc mấy cả nó chết mấy thế loại kia ấy. Thì xin thưa đây là hồng cổ Nó bao nhiêu năm hồng cổ mấy cả hồng bản địa ấy nó khác cái dòng chi rốt mấy chi râu của các bạn đang đang hỏi ấy là về thì cái tán này nó vẫn phát triển được và hầu như không 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 ấy tức là ai cũng có thể chăm được ai cũng có thể trồng được chứ còn những cái hàng nó cũng giống như các cái cây mà nhập bên trung quốc ấy nó chưa có cái thời điểm mà thí nghiệm thử nghiệm để nó có phù hợp với khí hậu của mình hay không nó phù hợp với người chơi hay không hay nó chỉ đẹp như thế xong rồi về tình chỉ đẹp khi còn giang dở tức là nó đẹp ở trên tranh trên ảnh đẹp ở bên trung quốc về tay các bạn là cứ dần dần là nó chết dần đấy là cái 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 yếu tố là gọi là cái tức là cái cái gọi là cái công dụng sử dụng đích thực của nó thì nhưng cái, cái dòng như các bạn đang xem đây là hồng cổ đấy là hồng cổ là tốt nhất trong các dòng hồng đấy còn sau đấy là tôi nói sơ qua là ví dụ như là hồng ngoại này mới hồng cổ này thì cái hồng cổ thì là nó ấy hơn nhưng mà hồng ngoại là đến nhà vườn cũng nhìn thấy cũng ớt nhà vườn như bọn tôi này cái thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là khi mà nói đến cái hồng cổ ấy Thì là cái dòng cổ Huế này thì Như các bạn bây giờ chắc là xem nay mấy ngày hôm nay thì mới biết Đấy, từ Tết đến bây giờ là tôi làm cũng kiểu tôi quay nhiều Tôi bán nhiều, tôi quay nhiều chứ bây giờ Không ấy thì là là Chứ không, cái ngày nào cũng đánh cây như này Thì tôi ở đây thì tôi quay cho các bạn Chứ còn bình thường nếu mà 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 cây mà cứ cây nào cũng ra cây nào ấy Cây nào cũng giống cây nào Nó giống kiểu sơ lít sơ chiêng ấy Thì tôi cũng chả cần ở đây làm gì Các bạn anh Tuấn bảo đánh cho em một cây Nhưng thực tế cây nó cứ mỗi cây một kiểu anh tuấn có phải ra đây chờ cái thủy nó chọn cây nào cây nào tức là chốt cho khách ấy là cây nào phải đánh đúng cây ý này <laughs> nó không như các bạn là gọi là bán quần áo cứ quay một cây 8 triệu như này xong rồi cứ nhận nhận xong rồi giao nhưng mà khách người ta có ấy đâu mày quay cây 8 triệu của mày đẹp thế gửi cho tao lại cây như cứt thì sau đấy lại nói đến cái vấn đề mà 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 hoa hồng cổ thì là nó lại có nhiều giống như cổ vân khôi hoặc nhung cổ hoặc là điều cổ xong rồi Uh, ví dụ như nhiều bà con sẽ gọi là tố lứ cũng hồng cổ nhưng mà tố lứ chưa được gọi là hồng cổ còn uh, chùm son do ngoài tỉ muội rồi hồng cổ sa ba đào cổ bạch cổ nhưng mà đến bây giờ thì cái hồng hồng cổ huế này thì nó khỏe thì tôi nói là khỏe là tại vì là nó nhanh lớn này và nó không bị uh, dẹp sáp này Chỉ nó ít này còn nói chung là như cái dòng này thì nó là cái dòng bản địa rồi thì cho nên là nếu bà con mà trồng hồng thì ưu tiên đầu tiên của bà con là cái dòng hồng cổ đây này, này. Đừng hỏi những cái dòng hồng ngoại CD ra H hat, mấy cả Juliet mấy Cata. Tức là hỏi thì hỏi được nhưng mà tôi cũng nói luôn là các cái dòng ấy là ở một bài khác tôi quay hồng ngoại. Tôi sẽ nói ra hồng ngoại nó không không được như hồng cổ. Thứ nhất là sức sống này mấy cái thứ hai là về Việt Nam nó không thích hợp. À về Việt Nam nó chưa thích hợp bằng cái giống hồng cổ này. Cổ này trồng bao nhiêu năm như, như cây đào này có những người có những bà con trồng hàng trăm năm rồi. Đấy là những cây gọi là nó gần như là cây bản địa rồi, nó là cây bản địa rồi. Cho nên người ta mới gọi là cổ. Đấy là trồng ở Việt Nam không biết bao năm rồi Còn như các cái dòng hồng ngoại trồng ở Việt Nam Thì chắc là những cái người đi đầu thì không, cũng không, nói được Người ta mang giống từ Anh Quốc về trồng chẳng 20 năm Nhưng thực tế ở tôi mà khi mà làm thương mại mà bán và sản xuất được ấy Thì hồng ngoại thì đi Nó cũng đi song hành với hồng cổ đây này Rộ lên hoa hồng một phát là tất cả các giống hồng đều trồng Nhưng mà dần dần là hồng ngoại một bên Tức là bà con trồng hồng ngoại một bên Bà con trồng hồng cổ một bên Hồng ngoại sẽ có cái xu hướng không có những cây to này Ít lắm không có cây to này mà bóng tán không được Đấy nó chỉ xem xem như cái hàng bịch bịch Nó tầm như thế này này Ở bên kia thì nó quay thì nó vướng cái hàng rào Cho nên tôi quay cho các bạn mà nói về vấn đề là hồng ngoại Đấy tự nhiên bạn ấy hỏi là chi rốt Chi rốt cái hồng 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 gỗ là bây giờ cái hồng rừng ghép bây giờ là bao nhiêu tiền Nó còn không được bằng cái cây này Đấy và bây giờ các bạn biết là xem những video của tôi là những cây này tôi cũng không quay Tại vì nó kiểu nó cứ mưa vài trăm, vài trăm, một hai trăm, ba bốn trăm ấy Mà phải bán số lượng cơ Mẹ đừng nào cũng đi thì ra ngoài này nhìn cho các bạn luôn Nhưng mà ở đây không có thôi để video sau Tức là hàng bịch bé tí này nó chỉ lên đến đầu gối này Đấy là cái dòng hồng ngoại ở dạng bịch Nó đâu đó 80, 100, hơn chẳng tùy theo số lượng của bạn như nào Còn đấy thì khi nói đến cái vấn đề ấy là nó là hồng cổ với hồng ngoại Nó khác nhau còn cái dòng của các bạn là ghép đi cái hồng ghép ghép gốc hồng rừng ấy hồng rừng ở mình bây giờ hầu như tất cả những các nhà vườn người ta bựa bỏ hết rồi ai làm nữa đâu chỉ có các bạn nơm ngang nơm mơ ấy thì các bạn mới lấy gốc hồng rừng về các bạn ghép chứ. Còn như tôi với các cái nhà anh em gọi là nhà vườn lớn nhất miền Bắc ấy, chuyên làm hồng như chăng nữa ở trên miền Ninh người ta cũng không dám ghép hồng rừng nữa. Ghép thì chỉ có ghép tầm xuân nó không nhung này. Ghép hồng rừng về đây khí hậu mình, miền Bắc mình nó nắng nóng này là nó cứ đến đến hè là nó trụi hết, chết hết. Nó cứ còn nó còn thoi thóp nó nay lát thì bạn hình dung chưa? Còn bây giờ đọc tiếp nha. Ờ cái loại này là cái cây giá lẻ là 8 triệu ra Còn còn hay không thì phải cái thủy. Đây là Văn Đức Gia Lâm. Ờ, nó tùy theo từng cây. Đấy có những cây mà nó tầm giá lẻ mà ví dụ như bọn này này 4 triệu rưỡi. Đấy tôi cũng không muốn bán hàng đâu nha, nhưng các ông đang hỏi còn cái tôi đang hào hứng nói về các vấn đề về kỹ thuật. Những cái vấn đề về cái thói quen và cái tư duy của các bạn về hoa hồng ấy. Thì tôi mới giải thích được. Bây giờ này cứ quay đến cái vấn đề bán hàng. Thật các bạn cứ hỏi thì tôi chả, không trả lời Săn tóc tốc tốc đi thì... à, Mày có ấy là là tao chặn mày đấy Phan Thúc Định à <laughs> Nó cứ vào xong rồi nó ấy Thằng này là còn sót lại đây Tôi những người khác là 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 tôi chặn rồi Nhưng mà thằng này nó còn sót lại đấy. Kiểu uh, ví dụ như hướng dẫn mọi người cách đánh bầu này Xong rồi làm thế nào Hoặc đôi khi người ta không hiểu ấy À đây nhá Nhiều bạn bán như thế này này Bán hỏi bảo là thế về nhà em thì là 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 em có tháo cái nọ cái kia không thì chắc chắn là về các bạn ấy là các bạn tháo cái này này mấy cái thứ hai là cái bầu này <laughs> nếu mà nó mất thẩm mỹ thì các bạn có thể cắt ra này đấy, cắt cắt cái lớp ngoài ra cái bầu dưới này thì không cắt này lúc nãy quên mất lúc lúc mà anh anh chưa buộc cái bầu ngoài là không hướng dẫn còn nếu mà về cái này nó mất thẩm mỹ quá thì các bạn lấy dao mấy cái này kéo các bạn cắt cái chỗ này đi các bạn vứt cái phần này đi để cho nó có tính thẩm mỹ này không thì um, trồng cao lên một tí nhưng thường là về các bạn có cái tính thẩm mỹ thì các bạn cắt đến đây này vứt cái cái ấy đi trồng vào chậu mà tự nhiên là có thêm cái này nữa nó hơi bô nhách kì hiểu chưa lấy cái dao hoặc cái kéo này các bạn cắt vào sát cái này xong rồi xé cái này đi vứt đi đấy còn cái cái lưới này cái lưới ở cái lớp ngoài ấy lớp ngoài là các bạn bỏ ra tại vì nơi trồng nó cũng phải cực giữ cái tính thẩm mỹ ấy còn cái lớp lưới thứ hai này này lớp lưới thứ hai này để nguyên cũng được để nó cố định cái bầu đừng tháo ra tháo ra nhớ lơ ngớ thế nào vỡ mẹ bầu đấy cây nó quan trọng nhất là cái bầu này đừng nghĩ đến cái quan trọng của cái tán tán thì nó cũng ra được nhưng mà nếu mà vỡ bầu với các tất cả các loại cây bầu nó yếu hoặc vỡ bầu ấy là cây nó chết cái bầu này là quan trọng nhất này mua hàng với các thứ là cái bầu này quan trọng nhất đừng nghĩ là cái cành với các thứ là tiếc cành nó rồi nó cũng ra nhưng mà nếu mà vỡ bầu phát là nó ảnh hưởng đến, đến dễ thế là nó chết đây ví dụ như cái hàng bịch này nếu mà ấy, ấy là nếu mà bịch mà bịch nổi như này ấy. Khi các bạn về trồng ấy, trồng lên chậu hay trồng xuống dưới đất ấy thì các bạn xé cái bịch này ra này. Nó xé cẩn thận nhá không là nó vỡ bầu. Quan trọng nhất là cái bầu ở bên trong này, tức là cái bầu của cái cây ấy. Đấy vỡ bầu quan trọng nhất trong cây cây cối. Không những là cây cảnh hay các loại khác đấy. là cái bầu là quan trọng nhất bầu của cái cây ấy. Thì đừng nghĩ là gây cành gây hoa mấy các thứ này là tiếc. Về các bạn nếu mà cây hàng này thì các bạn cứ xén hết đi. Xén hết hoa đi. Trồng xuống, còn quan trọng nhất là cái bầu. Đấy thì các bạn ấy hỏi mà tôi nghĩ là ai cũng biết nhưng, nhưng hóa ra là không phải ai cũng biết Gọi điện thoại mà cứ mẹ hàng tiếng đồng hồ hỏi tôi những cái vấn đề ấy. tôi bảo là mẹ mỗi người hỏi như thế thì chết mà người ta mua chẳng nhắc người ta hỏi như thế mình không trả lời tôi nghĩ là ai cũng biết nhưng hóa ra không ai biết cả Đấy, cái này thì chắc chắn là các bạn bỏ ra rồi tuyếp sắt mấy các thứ thì về các bạn có thể thay cái dây này bằng cái cách cái dây khác thì nó hợp thẩm mỹ hơn nhưng mà phải có cái cọc này không là không có cái cọc này là gió máy mấy các thứ bão biết là thứ là nó, nó gặp đi nó gãy Đấy là nó cứ gió nó tạt 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 Thế là cái thân này này nó gãy Có cái cọc này, này đi cùng với cái cây Còn Bên Trung Quốc không biết nó thiết kế thế nào Để cho nó tính thẩm mỹ nó cao hơn thì không biết Nhưng mà ở đây những cái cây mà thoát thân cao như này Phải có cọc Đấy phải có cọc đỡ Không có cọc đỡ là nó gậy Còn về tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề là Khi các bạn trồng thì cái lớp lưới ở bên trong Thì các bạn nên giữ lại Đấy và khéo léo nhất Quan trọng nhất là cái bầu này Cây nào cũng quan trọng nhất là cái bầu Chứ đừng nghĩ là bà con thì cứ nghĩ là gãy cành thì tiếc xót hết ruột Cứ gãy cành thì nó lại nó lại mọc Nhưng mà bầu này mầm nó yếu một phát là Nó vỡ hoặc các thứ này Là cây nó chết đấy Là nó tự nó bỏ cành Cái bầu này quan trọng nhất là cái bầu Hiểu chưa Mua cây hay các thứ nào các bạn phải quan trọng cái bầu ấy Khi mà cây gửi đến đừng có nhìn tán với gãy cành ấy cái kia Quan trọng nhất nhìn cái bầu đi đó. Xem bầu nó có khỏe hay không Bầu nó có đảm bảo hay không Hiểu chưa? Không nói cái vấn đề này là cũng có cũng không biết đâu mà. Về mẹ cứ nhìn cái tán này, này. Nhìn cái tán và nhìn cành xem có gãy hay không. Nó quan trọng nhất là nhìn cái này này. Hiểu chưa? Mua cây mua cối thì tất cả các cái vấn đề về nông nghiệp, quan trọng nhất là cái bầu. Nhận cây và phát là nhìn bầu cho tôi. Đấy, chứ đừng nhìn cái tán này. Về bà con mua cứ nhìn những cái cành này xem có gãy hay không. Gãy không sót ruột mấy các thứ gãy một cây như này là sót ruột. Mấy giờ cả... Nhưng mà gãy cành không sao. Nó quan trọng nhất là cái bầu Để ý cái bầu ấy Cẩn thận nhất là cái bầu này Hiểu chưa Đấy, bầu làm sao nó đảm bảo thì cây nó mới đảm bảo Chứ còn bầu mà nó đã nó đã vỡ Nhưng mà nói nha, tự khắc nó bỏ hết cành Cành nó khô héo rồi nó bỏ hết Nhận cây là bà con cứ nhìn cành Có những bà con mà mua hàng online là Mẹ mình quay như này phải đếm Ngày xưa bán những cây cây bé bé như này Cũng chụp ảnh đếm Từng 13 bông hoa một Đến nơi nó rụng mất một bông Ôi rồi tao mua hàng mày 13 bông bây giờ còn có 12 bông nếu mà cứ 13 là 13 bông mà kể cả vận chuyển hoặc là 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 các thứ đến tay các bạn ấy mà 13 bông là 13 bông thì tốt nhất các bạn mua hàng giả. Những cây cây nhựa này. Mẹ nó còn gắn thêm luôn, Nhưng còn hoa đây này, khi đánh là nó cũng rụng, đến tay các bạn thì nó không ấy nữa. Thằng em Ninh nó bảo chẳng qua là anh quay lên như thế này, hoa nó là rực rỡ là người ta mua về, người ta nghĩ là nó về tay người ta, người ta cũng như thế này. Để người ta chơi dài hạn. Nhưng mà thực tế là người ta cũng không có kiến thức về nông nghiệp ấy, không biết về cây cối cây cối thì nó nở xong thì nó lại tàn tàn xong nó lại lại nở về các bạn thì chỉ biết là cái cây mà tôi đang quay cho các bạn như này về tay các bạn trong vòng một tháng sau hoặc hai tháng sau nó còn đẹp hơn đang quay như này như vậy đúng cách cơ nhưng tôi nghĩ là ai cũng biết nó ra chả ai biết gì cả nhận cây với cả nông nghiệp này này quan trọng nhất là cái bầu Đấy, cho nên làm bầu như này làm bầu nó là cũng rất cẩn thận trông tán tiếc như này nhưng mà quăng quật như này nhưng mà cũng không cẩn thận lắm nhưng bầu là phải cẩn thận À, đài các thể loại lưới đài các thể loại thấy chưa doanh nhân hoa hồng à mộc hương năm chục của em bị vỡ bầu có sao không anh ơ ờ, thế thì toi <laughs> mộc hương vỡ bầu là toi đấy thật Đấy đoạn đầu các bạn đấy tôi hôm nay tôi nói này tôi tưởng ai anh biết nhá ờ, không phải ai anh biết ờ, thế mới hay bà con thì thường là con thằng lâm với cả anh em các cái anh em nhà vườn khác ấy ui nó bảo ơi, toàn nói cháo chẹt cha thiết thực gì <laughs> thiết thực của anh em nhà vườn nó lại khác với các bạn chơi nẻ Thiết thực bây giờ của anh em nhà vườn là trồng cây gì nuôi con gì Cơn nào cơn sốt nào sắp tới Để để chớp đến thời cơ Đấy là thiết thực Còn thằng em nâm nó bảo anh toàn nói dài nói dài thôi Anh đi mẹ cái mồm à Tại vì nó nghĩ là ai hiểu cái vấn đề bầu này, này ấy, Bầu của cây ấy Xong rồi vấn đề là mua cây hoa hồng mà 15 bông Thì đến tay các bạn là còn 10 bông hoặc 8 bông Nó tùy theo thời điểm ấy Đấy cho nên là ví dụ khi tôi quay những cây này mà cách đây khoảng trước trước mưa ấy Nó rất là đẹp mưa vào một phát là nó nó không nở được xong rồi nó rụng ấy này <laughs> nhưng bình thường thằng lâm thì nó cũng chỉ biết là đấy thằng em lâm với nhà vườn nhà viết các kiểu nhà vườn ấy ôi rồi toàn nói cái trao chuyện ai chả biết cái vấn đề nhưng không phải ai biết ờ à, thật đấy, cái vấn đề cây mà phải bầu nó phải quan trọng nhìn nhận cây là quan trọng nhất là cái bầu các bạn nhìn kỹ cái bầu vào đấy chứ còn bình thường các bạn kiểu 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 cái tư duy mà các bạn ấy này là không không biết cho nên nhận cây là toàn nhìn tán nhìn cảnh xem có gãy hay không <laughs> nhưng mà nhìn bầu còn bà con đây là làm bọn tôi làm chuyên nghiệp ấy cho nên các bạn ví dụ như là ham những cây hoa hồng to mới cả đẹp mấy cả thế nọ rẻ mà ngày xưa thôi chứ bây giờ ở trong dân là cũng không có <laughs> mua ở trong dân nó không biết cách đang đánh bầu ấy về thì bầu nó thành hình trái tim bà con đánh bầu là bầu đánh hình trái tim bầu nó bầu nó sứt mẻ xong rồi về thế là cây nó ấy mấy cái thứ hai nữa là các bạn cũng phải hình dung là ở đây chuyên môn ấy thì bà con biết là cây nó như thế thì đánh cái bầu như thế nào cho nó phù hợp Chứ không phải là cứ cố ham mà đánh cái bầu quá to Nó còn do cái vấn đề mà từ đây xong rồi xếp ra ngoài kia xong rồi để xếp xe ấy. Nhưng mà bên Trung Quốc thì nó tiện Hoặc là các cái vườn tùng Nhật Bản các thứ ấy Các cái không gian mà người ta làm 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 vườn như này này Cái nền của người ta ngay từ đầu người ta đã quy hoạch làm sao cho xe lọ xe kia vào được Cái thứ hai nữa là là cái vấn đề mà bầu biết các thứ này thì các cây to của người ta toàn cẩu vào ấy chứ ở đây các bạn biết là nếu mà đánh bầu to nữa, bầu to nữa thì toàn đất đi bê không bê được. cho ở đây thì bà con sẽ biết là đánh bầu như thế nào so với cái cây như thế nào cho đảm bảo, nó khác so với các bạn gọi là cầm thủng nên dừng đánh này. đánh cây mà các bạn không có chuyên môn thì cái cây như thế các bạn không biết đánh bầu ra sao cho nó phù hợp đi. Đấy nó nó phải có kiến thức như thế, kể cả xe cũng thế. Nhiều khi báo cước xe của thằng em Ninh thế nào các bạn bảo mẹ đắt thế, tao gọi xe của tao đi lên. Nhưng cái xe vận tải của các bạn là cái xe tấn tư nhưng nó chuyên chở đá, chở các thứ ấy. Nó không biết vận chuyển thế nào để cho một cái cây cây cảnh như này cho nó an toàn. Đấy cho nên cùng là xe tấn tư nhưng mà chạy cái gì nên chạy cây cảnh thì người ta lại có chuyên môn về cây cảnh làm sao cho hạ cây hay là vận chuyển thế nào cho nó đảm bảo các bạn hình dung chưa giống như tôi cũng vậy nếu mà lơ ma lơ mơ mà nhiều ông Bảo là ông Tuân ông cứ quay cây ông bán được thì là thôi không phải trèo cột điện nữa cứ đi mà bán cây Nhưng rõ ràng là kiến thức về đánh cây mấy các thứ nào nó cũng không ấy Thiên thời địa lợi nhân hòa Ở cái nơi các bạn cũng không không có nhiều mặt hàng cây để bán Cái thứ hai là các cái vấn đề về đánh bầu xong rồi giao cây xong nhận cọc tìm xe rồi bao nhiêu các thứ ninh tinh cơ nhiều lắm Làm sao Rồi sao? <laughs> mãi không nói gì ờ, Ông này được cái hàng gì cũng buôn thế mới giỏi được rồi để cho mọi người nghỉ nhá Hôm nay cái video nó toàn là cái video xếp xe mới đánh cây thôi mà Nhá